Thanh tra Chính phủ Việt Nam vừa có kết luận liên quan tới khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh, trong đó cho rằng việc cấp phép đầu tư thời hạn 70 năm cho công ty thép Formosa của Đài Loan chưa được chính phủ chấp thuận. Theo báo chí trong nước, cơ quan thanh tra cho rằng điều đó vi phạm luật đầu tư và đã kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các tập thể cá nhân liên quan. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu xem xét các vấn đề liên quan đến việc cấp phép đầu tư cho dự án Formosa, nhất là về khía cạnh an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện tỉnh Hà Tĩnh đã lên tiếng phản bác kết luận này. Ông Thái Sinh, chánh thanh tra tỉnh này, nói với VOA. Thanh tra Chính phủ thì họ nói là chưa xin ý kiến của Thủ tướng. Theo điều 52, là dự án hoạt động kể cả trên 50 năm thì có Thủ tướng Chính phủ. Thì họ nói những lý do đó. Nhưng mà thực ra thì Hà Tĩnh đã một lý húng từ một án rồi. Khu công nghiệp Vũng Áng được coi là một trong các dự án đầu tư nước ngoài lớn và trọng điểm của Việt Nam. Đây là nơi hiện có hàng ngàn công nhân Trung Quốc đang làm thuê cho các nhà thầu. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam khẳng định không chấp thuận đề xuất thành lập khu kinh tế đặc thù cho dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông lên tới đỉnh điểm hồi tháng 5 năm ngoái, đã xảy ra một cuộc bạo loạn nhắm vào nhà máy thép Formosa, nơi nhiều công nhân Trung Quốc làm việc. Vụ xô xát đã khiến ít nhất một công nhân Trung Quốc thiệt mạng, làm nhiều người bị thương và buộc Bắc Kinh phải điều tàu tới, sơ tán hàng ngàn lao động nước này khỏi Hà Tĩnh. Sau đó, trong một đợt trấn áp tội phạm ở huyện Kỳ Anh, nơi có khu công nghiệp Vũng Áng, chính quyền Hà Tĩnh đã xử phạt nhiều tỷ đồng đối với hơn 300 công nhân Trung Quốc lao động trái phép trên địa bàn tỉnh. Khi được hỏi về vấn đề công nhân Trung Quốc, ông Sinh nói: việc là quản lý được lao động nước ngoài đó, nó còn bị chặt chẽ. Đến những số mà nó bám theo thâu chỉnh, thâu phù, thâu liên cấp, thì có thể là có những cái đối tượng nha. Hôm nay nó có, ngày mai nó không ở cái đó thì có thể là ở cái con kinh nghe nó để nhân việc đánh ký, đăng hoán. Dự án khu gang thép Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10 tỷ đô la với khoảng 30.000 lao động làm việc trên công trường. Theo báo chí trong nước, số lao động nước ngoài tại khu kinh tế Vũng Áng là hơn 5.000 người, chủ yếu là lao động Trung Quốc. Trong số đó, chỉ có hơn 2.000 người được cấp giấy phép lao động, còn lại gần 3.000 người không có phép.